Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Minh Hải Official. Thì như nội dung chính của những video trước, Hải có chia sẻ về việc là thị trường đã chính thức bước vào đại sóng 2024. Thì chúng ta cũng đã nhắc qua về cái câu chuyện là với các cổ phiếu và các nhóm ngành chưa tăng, mức nền giá của các ngành này sẽ được nâng lên dần. Thì sau một khoảng thời gian im hơi lặng tiếng, nhóm bất động sản ngày hôm nay cũng đã có những mức tăng trưởng vượt bậc và cùng với đó là một số cổ phiếu ở bên nhóm khu công nghiệp. Tuy nhiên thì tại sao Hải lại để một cái nội dung là nhịp trụ thấu trời? Thì trước khi chúng ta ném đá, ném gạch, chúng ta chửi, thì xin thưa với mọi người là video ngày hôm nay không phải là một video hô sập, mà Hải chỉ muốn đưa ra cho anh chị một số những cái điểm, gọi là những cái điểm đảo chiều ngắn hạn của thị trường, để cho chúng ta có một cái mức nền giá tốt hơn, để thị trường có một cái nhịp tích lũy tốt hơn trước khi chúng ta bước vào đại sóng. Tại vì sao? Tại vì thị trường hiện tại á, chúng ta đã có một cái nhịp tăng khoảng tầm là vài chục phiên rồi mọi người. Và chúng ta cũng thấy được rằng là giờ thị trường tăng từ vùng giá khoảng tầm 1160 lên tới hiện tại là 1260, tức là 100 điểm. Nhưng chúng ta chỉ có một phiên giảm đáng kể duy nhất là phiên ngày 23 tháng 2. Còn lại hầu như thị trường rất êm đềm và chúng ta cứ nhắm mắt nhắm mũi chúng ta mua là chúng ta đều có lời. Thì từ đó, cái việc mà thị trường cần phải tích lũy, cái việc thị trường cần phải rũ bỏ là một chuyện rất bình thường. Thì cái nhịp rũ thấu trời này là nhắc cho anh chị về cái nhịp đó, chứ không phải là hải hô thị trường sập. Rồi, và trước khi chúng ta đến với những luận điểm của video thì chúng ta có thể cho Hải một cái nút like cũng như một nút đăng ký kênh nếu mà chúng ta chưa đăng ký. Và ngoài ra thì ở dưới mỗi video Hải sẽ để một cái đường link Zalo chúng ta có thể tham gia vào, thì Hải sẽ tư vấn và khuyến nghị miễn phí cho anh chị. Còn chúng ta muốn tham gia vào room khách hàng, ở chúng ta có thể đọc hướng dẫn bên dưới và chúng ta liên hệ với Hải qua số điện thoại này, thì Hải cũng sẽ tư vấn cho anh chị. Thì video trước Hải cũng đã có chia sẻ về cái bẫy lớn đang chờ sẵn, và những gì Hải nói ở trong video này hoàn toàn đã xảy ra ở trong phiên ngày hôm nay, khi mà thị trường có rất nhiều nhóm ngành tăng điểm ở trong ngày hôm nay, đặc biệt là từ đầu phiên khi mà chúng ta mở gap và chúng ta tăng rất hưng phấn. Phiên sáng là một phiên thị trường phải nói rằng là tăng cực kỳ hưng phấn. Nhưng mà kết quả anh chị thấy rằng thị trường chỉ tăng có 3,13 điểm mà thôi. Thì đây chính là vấn đề. Rồi, thì đến với cái outline ngày hôm nay á, thì chúng ta cũng sẽ đi qua về phần số 1 là phần đại sóng 2024. Và phần số 2 là chúng ta nhìn lại về cái lịch sử của tháng 9 2023. Vì sao thị trường lại điều chỉnh. Phần thứ ba là nói qua về cái nhịp rũ mà chúng ta sắp sửa sẽ đối mặt. Và cuối cùng là cổ phiếu quan tâm ở trong nhịp rũ. Tại vì chúng ta đã xác định thị trường vào đại sóng rồi, thì khi có nhịp rũ chúng ta phải mua cổ phiếu. Thì đây chính là cái mà chúng ta phải quan tâm. Thì phần 1 là phần đại sóng, là cái phần mà Hải đã chia sẻ với chị rất là nhiều rồi. Để thị trường vào đại sóng, thứ nhất thanh khoản cải thiện. Thì ngày hôm nay thanh khoản của thị trường đạt mốc là 28.000 tỷ, quá tốt. Thứ hai là dòng tiền lớn tham gia. Thì dòng tiền lớn tham gia ở đâu? Tham gia ở các cổ phiếu như là Vietcombank nè, những cổ phiếu trụ và những cổ phiếu đầu ngành. Vietcombank nè, một phiên tăng trần, đúng không ạ? Và vốn vào rất to. Gì ạ? Hòa Phát nè, cũng có một phiên tăng gần trần và vốn vào cũng rất to. Một số cổ phiếu ở trên như là chúng ta có FPT nè, liên tục tăng và không ngừng nghỉ. Chúng ta có DGC nè, hay chúng ta có SSI nè, là những cổ phiếu đầu ngành. Và hiện tại thì đều vượt đỉnh, là câu chuyện của việc dòng tiền lớn tham gia. Thứ ba là các cổ phiếu đầu ngành liên tục vượt đỉnh thì chúng ta cũng qua rồi, đúng mà. Chúng ta kể qua về ngân hàng cũng có nè, chứng khoán cũng có nè, thép cũng có nè, bất động sản cũng có nè, khu công nghiệp cũng có nè. Hầu như những ngành có vốn hóa lớn nhất ở trên thị trường thì hiện tại đều vượt đỉnh cả. Đúng mà. Và cuối cùng là mức nền giá của các ngành được nâng dần. Thì cái này chúng ta cũng thấy được là với những cái nhóm ngành mà gọi là rất là yếu như bất động sản, đã đi ngang từ tháng 11 2023 rồi, thì ngày hôm nay những cái cổ phiếu như vậy, đất xanh nè cũng đang cố gắng tăng, đúng không ạ? Đất xanh nè, DIG nè, hay thậm chí rằng một số cổ phiếu yếu hơn ở bên dưới thì nó đang cố gắng và nó tăng giá. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có gì đầu tư công nè, cũng là một cái nhóm mà gần như cái mức tăng của nhóm này không có được khỏe như thị trường chung, thì hiện tại cũng đang nâng dần. Rồi ngoài ra chúng ta sẽ có là phân đạm nè, chúng ta có thủy sản nè, và chúng ta có đường, có cảng biển. Hầu như những ngành này đều đang nâng dần, thì cơ bản thị trường đã chính thức bước vào đại sóng rồi. Tuy nhiên thì đối với lại cái mà chúng ta cần quan tâm á, là cái cú rũ thấu trời này nè, cái nhịp rũ thấu trời này. Thì chúng ta thấy rằng giờ ngày hôm nay là một phiên mặc dù cổ phiếu tăng rất nhiều, anh chị rất vui. Nhưng mà khi
cái chỉ số thị trường không tăng thì chứng tỏ rằng đâu đó vẫn có những áp lực chốt lời đến từ thị trường, đến từ nhà đầu tư. Chúng ta thấy rằng là dạ, mặc dù thị trường hôm nay rất hưng phấn và chúng ta có những cái nhóm như nhóm chứng khoán này, thì cơ bản nhóm này là một cái nhóm mà trước đây đã tăng rồi, thì ngày hôm nay chúng ta có một cái nhịp chững lại, đúng không ạ? Nhóm chứng khoán là một nhóm đi ngang ở trong ngày hôm nay. Chúng ta có nhóm ngân hàng ngày hôm nay cũng là một nhóm chững lại, và thậm chí rằng một số cổ phiếu thì bắt đầu có nhịp điều chỉnh nhẹ. Trong khi đó thì thép là một cái nhóm tăng nhẹ ở trong ngày hôm nay. Bất động sản thì có cổ phiếu tăng và có cổ phiếu tăng nhẹ, đúng không ạ? Khu công nghiệp thì cũng vậy, có sự phân hóa, có Kinh Bắc tăng trần, có Tiếp tăng trần, và một số cổ phiếu thì có nhịp tăng nhẹ. Thì cái điều này nó rất là tương đồng với thời điểm trước mà chúng ta đã từng kể qua, chính là thời điểm khoảng tầm đầu tháng 6 và đầu tháng 7, là cái thời điểm mà thị trường gọi là rất lình xình. Mặc dù thị trường lúc đó đã chính thức bước vào một đại sóng rồi, khi mà từ cái nhịp này tăng lên thì thị trường tăng tới tận 150 điểm, đúng không ạ? Thì thị trường từ khi mà mở gap này á, đã chính thức bước vào đại sóng rồi. Nhưng mà chúng ta lưu ý rằng dạ, khi mà các cổ phiếu tăng mà chỉ số thị trường không tăng á, thì chúng ta vẫn sẽ có, trong cái khung này, chúng ta vẫn sẽ có một số những cái nhịp, ví dụ như là nhịp ngày 14 này, 14 tháng 6 cho tới cái ngày này, ngày 19 tháng 6, thị trường điều chỉnh khoảng tầm 1130 và điều chỉnh về 1103, tức là khoảng tầm 27 điểm, đúng không ạ? Thì cho là 30 điểm đi, cho là tròn 30 điểm. Thì tức là cái vùng này là một cái vùng mà bắt đầu các cổ phiếu thì vẫn tăng rất nhiều. Nhưng mà khi mà chỉ số thị trường không tăng á, thì cái việc mà chúng ta có một nhịp chúng ta điều chỉnh xuống 1240 trước khi chúng ta tăng lên là một cái chuyện rất bình thường. Và cái nhịp rũ này nó sẽ có thể kéo theo cái đoạn đầu tháng 6, đầu tháng 7 và tăng lên tới 1250, là cái đoạn mà các cổ phiếu chứng khoán cũng như bất động sản tăng rất mạnh. Và đó là những siêu phẩm mà người người ca tụng. Tuy nhiên thì anh chị lưu ý rằng dạ, như là chứng khoán chúng ta vẫn sẽ có những cái nhịp giảm rất mạnh nếu mà chúng ta mua sai. Ví dụ như là dạ, SSI chúng ta sẽ có một cái nhịp ngày 8 tháng 6 giảm khoảng tầm hơn 3%. Hoặc nếu xui rủi hơn, anh chị chúng ta mua chúng phải những cái nhịp như là nhịp ngày 28 tháng 6, thì chúng ta sẽ phải chịu một cái mức giảm sâu nhất là khoảng tầm hơn 5% một xíu. Là SSI là một mã cổ phiếu khỏe nha. Chúng ta qua như là bất động sản nè, thì chúng ta lưu ý rằng dạ, những cái mã như là đất xanh, thì thời điểm đó đất xanh cũng là một siêu phẩm. Nhưng mà trước khi đất xanh gọi là tăng rất mạnh á, thì chúng ta vẫn sẽ có một vài những cái nhịp như là nhịp này, đúng không ạ? Thì cái mức điều chỉnh của đất xanh nó sẽ khoảng tầm từ đây mà điều chỉnh xuống, tức là khoảng tầm 10%. Hoặc xui hơn, chúng ta mua vào cái phiên này thì cái nhịp điều chỉnh anh chị sẽ phải chịu xuống mức thấp nhất khoảng tầm là 11,5% trước khi chúng ta bước vào một cái đại sóng. Và dĩ nhiên trong quá trình tăng ở trên này, chúng ta cũng có những cái phiên như là phiên ngày 19 tháng 7 này giảm 4%, phiên ngày 1 tháng 8 giảm khoảng tầm 5%. Thì cái việc mà thị trường hiện tại á, có một cái nhịp rũ là một cái chuyện mà họ nghĩ rằng nó hoàn toàn có thể sẽ xảy ra. Tại vì với mức thanh khoản là 28.000 tỷ và những cái cổ phiếu như là gọi là Nam Long nè, tăng một cách gọi là tăng rất rất mạnh mẽ. Nam Long tăng tới 40, lên con số là 42,65, tức là dạng tăng trần ở trong phiên ngày hôm nay. Nhưng mà tại sao thị trường chỉ tăng có 3 điểm? Thì tức là ở những cái ngành khác, ở những cái nhóm cổ phiếu khác, chúng ta có những cái nhịp bán, chúng ta có những cái áp lực cung đến từ nhà đầu tư, thì chúng ta sẽ phải cẩn trọng cái vấn đề này. Lưu ý rằng là hãy chỉ nói rằng chúng ta điều chỉnh trong ngắn hạn thôi nha, chứ anh chị đừng có nhìn vào cái thumbnail, đừng có nhìn vào cái tiêu đề mà chúng ta nói rằng là thằng này hô sập nè, ngày mai mà thị trường tăng thì ta vào ta chửi mày, thì mọi người đừng nên. Thì đó là cái vấn đề mà hãy nghĩ rằng là chúng ta sẽ nên lưu ý. Tuy nhiên thì chúng ta cũng đã xác định với nhau là thị trường chính thức bước vào đại sóng rồi, thì anh chị chúng ta sẽ cần phải có những cái cổ phiếu quan tâm. Thì ở đây, ở video trước thì Hải có lưu ý cho anh chị về hai cổ phiếu là BCG và cổ phiếu Đạm Cà Mau. Thì ngày hôm nay cổ phiếu BCG thì Hải cũng đã có chia sẻ ở trong nhóm cộng đồng của Hải này. Thì đa phần là giờ Hải báo nhóm cộng đồng mua ở cái giá là 8.5 cho tới 8.6. Thì ngày hôm nay BCG đã có một cái mức giá khoảng tầm giá chính, thì cơ bản là cũng lời được khoảng tầm hơn 4% rồi. Nếu mà ngày hôm nay thị trường không có điều chỉnh thì có thể sẽ tăng trần. Thì đó là cái nhóm cộng đồng chúng ta có thể tham gia ở bên dưới của mỗi video. Thì đổi lại ngày hôm nay thì sau ngoài hai cái cổ phiếu này thì chúng ta có Đạm Cà Mau vẫn còn điểm mua nha anh chị, chúng ta lưu ý. Thì Hải sẽ lưu ý cho anh chị về một cái cổ phiếu là cổ phiếu Nam Long. Thì nhiều người chúng ta nói rằng là thằng này mua như vậy thì sẽ khá là nguy hiểm, tại vì Nam Long bây giờ mua
nó không còn điểm mua an toàn. Nhưng mà thực tế mọi người, khi mà một cái cổ phiếu á, nó đã có một cái một cái gap và nó tăng trần và kèm với một cái thanh khoản bùng nổ thế này á, là một cái dấu hiệu cho thấy rằng Nam Long đã chính thức bước vào con sóng tăng. Và cái này chúng ta sẽ có thể lấy ví dụ như là một số cổ phiếu ngân hàng ở trong thời điểm của 2021 á, hoặc là ví dụ chúng ta lấy ví dụ như là Techcom nè, thì đây nè, đây chính là ví dụ nè mọi người. Đó, một cái nhịp mở gap và tăng trần kèm với thanh khoản bùng nổ thì đây chính là dấu hiệu cho thấy rằng cổ phiếu đã chính thức bước vào một con sóng mới. Và từ thời điểm đó thì Techcom sẽ có là một cái mức tăng khoảng tầm là giảm 12% nữa nha. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thể lấy một số những cái ví dụ như là thời điểm 2021 á, đây nè 2021 ha, thì khi mà chúng ta có một cái nhịp giảm mở gap và tăng kèm với thanh khoản tốt á, thì sau đó chắc chắn rằng cổ phiếu sẽ bước vào một con sóng tăng. Đây cũng vậy nè, khi mà chúng ta đã mở gap và chúng ta tăng thì cái gap này chúng ta sẽ gọi là gap bỏ rơi chị ha, tức là giờ những ai mà chúng ta kê lệnh, những ai mà chúng ta gọi là thôi mình chờ nó chỉnh ra một xíu nữa rồi mình mua, thì cái gap này sẽ khiến cho những người đó họ buộc phải mua giá cao. Thì Nam Long ngày hôm nay đã xuất hiện cái gap này rồi. Lưu ý rằng là cái gap này vẫn sẽ có thể lấp lại. Tuy nhiên là nếu như Nam Long giữ được cái gap này trong khoảng tầm 5 phiên, tức là giờ hết tuần này, thì qua tuần sau anh chị chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm và mở mua mới cổ phiếu Nam Long mà không sợ. Tại vì với cái gap này nó đã chứng tỏ rằng là dòng tiền tay to là tạo lập, họ đã đổ tiền vào và họ đã khiến cho nhà đầu tư bắt buộc phải mua giá cao chứ không còn giá thấp nữa. Thì khi mà Nam Long có những cái mức điều chỉnh xuống cái vùng giá khoảng tầm 42 hoặc tốt hơn là 41.5 thì chúng ta có thể hoàn toàn tự tin và chúng ta mở mua mới cổ phiếu Nam Long. Thì đó chính là cái khuyến nghị của Hải cho cổ phiếu này, và chúng ta có thể yên tâm là anh chị chúng ta có thể mở mua mới, chúng ta có thể đu một cách bình thường. Nam Long thì ngày hôm nay ở trong nhóm khách hàng của Hải, Hải cũng có nhắn nè. Đây, đoạn này chúng ta có hai nhóm bất động sản là Nam Long và KDH là hai mã đẹp nhất. Thì nhóm mình có mua Nam Long rồi, nay trần cứ cầm tiếp. Thì nhóm khách hàng của Hải có cầm Nam Long. Ngoài ra thì ngày hôm nay có Kinh Bắc nè. Ở Kinh Bắc thì Hải thấy rằng nó khá là yếu nên là Hải có khuyến nghị bán. Nhưng mà cuối cùng thì nó trần. Thì thật ra Kinh Bắc ngày hôm nay trần là bởi vì chúng ta có thông tin về cái khu công nghiệp Tràng Cát đã chính thức được duyệt, cho nên rằng là Kinh Bắc đang trần. Nhưng mà cơ bản thì Hải cũng có hàng và Hải cũng đã có chốt được ở một mức giá tốt chứ không có tới nỗi là gọi là cắt lỗ, cho nên rằng là về Kinh Bắc thì vẫn ok. Thì cơ bản thì Hải bán Kinh Bắc và Hải chuyển sang những cái nhóm ngành khỏe hơn đó. Thì Nam Long cũng là một cổ phiếu ở trong nhóm khách hàng có nắm giữ, thì chị chúng ta lưu ý rằng là dạ, khi mà Nam Long có một cái mức điều chỉnh về cái mức mà từ 42 cho tới 41.5 thì mua mới hay mua gia tăng đều được với cổ phiếu này. Đó chính là cái khuyến nghị của Hải. Còn về thị trường thì chúng ta chỉ cần lưu ý rằng á, là cái nhịp rũ này nó là nhịp rũ chứ không phải là một nhịp tạo đỉnh và sập. Thì chúng ta cứ yên tâm là có rủ có giá tốt, chúng ta cứ tự tin mà chúng ta mua. Nhưng mà bây giờ ở tại vùng giá hiện tại thì nên bắt đầu suy nghĩ về việc rủi ro, suy nghĩ về những cái việc mua mới. Nếu mua mới thì lưu ý là trừ một phần tiền lại để tránh cái việc là chúng ta đu đỉnh mà chúng ta kẹp hàng luôn, chúng ta sẽ ở một cái mức giá quá cao, chúng ta không kiếm lời được. Còn nếu mà chúng ta gọi là hoàn toàn 100% tiền hoặc 70% tiền thì có thể mua mới được, có thể mua được. Bởi vì cái tự lượng tiền còn nhiều thì nếu mà giảm thêm chúng ta vẫn mua thêm được. Thì đó chính là cái khuyến nghị của Hải ở trong video ngày hôm nay. Rồi, và trước khi chúng ta kết thúc video thì như thường lệ, hy vọng là anh chị chúng ta sẽ cho Hải một nút like, một nút đăng ký kênh nếu mà chúng ta chưa đăng ký. Và ngoài ra thì ở dưới mỗi video chúng ta sẽ có thể tham gia vào room Zalo này hoặc là tham gia vào room khách hàng bằng cách đọc hướng dẫn và liên hệ với Hải qua số điện thoại này. Hy vọng là chúng ta có thể để lại cho Hải một nút số 1 để Hải có thêm động lực và làm những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người.